Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Lâm Sung Vlog. Sự kiện Black Up chỉ còn ít phút nữa thôi là kết thúc rồi. Thì là vẫn như mọi khi thôi thôi anh em. Tôi vẫn đang ngồi canh top để xem có thanh niên nào dám bật tôi không anh em ạ. Rồi, chúng ta cùng vào anh em nhá. Hả? Đi sư sấy? Để tôi điểm mặt những đối thủ xem nào. À, cái thằng BC Dui này nó đang on anh em nhá. Đó. Trắng y mồm. Nó đang on anh em nhá. Đó, còn tất cả những đối thủ này là ập hết này. Đó. Thằng Khựa này vẫn đang on này. Khựa mới xịp hàn này. Rồi. Còn 38 giây. Rồi, đấy tất chỉ có hai ba đối thủ on thôi anh em ạ. Đấy, thế cho nên là tôi làm cái gì cũng phải hết sức nhoẹ nhoàng, không dám phát ra tiếng động mạnh anh em ạ. Không có là chết nhá. Thế cho nên là tôi làm cái gì cũng phải hết sức nhoẹ nhoàng. Đó. Đó. Còn 6 giây. Trắng im mồm nhá. Con im mồm là ngủ ngoan đi nhá. Im để cho ta tranh bá top 1. Liệu tôi có được top 1 không anh em? Chúng ta cùng chờ xem ít phút nữa nhá. Để vào xem sự kiện Play Up đấu trường xem nào. Xem phần thưởng gì đây. Vớ va vớ vẩn anh em ạ. Nó không còn trò gì hay hơn. Xem mục tiêu là gì, thắng trận trở thành MVP một trận, thắng 5 trận chiến cứ điểm, thắng 5 trận tử vong, thắng 5 trận liên tiếp. Cái này thì ai có tiền xanh này anh em nhá. Đó là và chăm chỉ cày trận đấu nữa, cày chuỗi thắng nữa là ngon nhá. Nhưng mà sự kiện này phần thưởng bèo bọt quá cho nên là tôi không ham. Nếu tôi được top 1 không anh em? Ui giời. À, cái thằng hỏi chấm nó bật anh em này. Bật tôi à. Nó vút phát lên top 1 ý anh em. Đó, thằng top 1 vừa nãy là thằng này này. Rồi chấm lên dít phân lên top 1 đấy. Thế là tôi được top 1 rồi anh em nhá. Đấy, làm cái gì cũng phải hết sức nhẹ nhàng. Không có là chúng nó dậy, chúng nó lại phịch cho này, chết luôn này, bỏ mẹ anh em ạ. À. Rồi. Thôi anh em ạ, hôm nay đến đây thôi. Thế là top 1 tôi đã giành được rồi anh em nhá. Đó. Cũng rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong những sự kiện Play Up tiếp theo. Tôi vẫn luôn ghi lại những diễn biến cho anh em xem. Tạm biệt, bye bye anh em nhá.